Xin chào tất cả các bạn. Thì trên những cái dòng thiết bị Xiaomi chạy ROM nội địa, chúng ta sẽ có một cái kho thêm. Thì kho thêm của nội địa các bạn sẽ không gặp những cái thêm mà nó bán. Đa phần những cái thêm trên cái phiên bản nội địa thì đều là miễn phí các bạn ạ. Ví dụ như ở đây mình có cái thêm của Xiaomi Tiểu Ái nè, hay là cái thêm của HyperOS. Thì những cái thêm mà phiên bản nội địa đó các bạn là được những cái nhà phát hành bên Trung Quốc phát hành trước. Thì sau đó mấy cái nhà phát hành bên quốc tế hoặc là bên nước khác mới lấy cái file về chỉnh sửa thêm. Thì qua video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thêm HyperOS mới nhất dành cho những dòng thiết bị Xiaomi. Và hiện tại nó chỉ có mặt trên cái phiên bản ROM nội địa thôi nha. Và cái thêm này nó rất là đặc biệt, thì mời các bạn cùng xem tiếp với mình nha. Thì cái điều đặc biệt trên cái thêm này đó các bạn, là trên cái màn hình khóa nè, nó sẽ có cái hiệu ứng động của những cái biểu tượng như thế này. Khi mà chúng ta chọn qua cái hình nền khác, các bạn sẽ thấy là cái hiệu tượng động nó xuất hiện ở trên màn hình khóa nè. Và không riêng gì trên màn hình khóa nha, ví dụ mình sẽ chọn cái biểu tượng của chiếc máy bay như thế này. Và khi mà mình mở khóa thì các bạn sẽ thấy bên trong màn hình chính chúng ta vẫn có cái đồng hồ kiểu HyperOS và cái biểu tượng động ở bên ngoài luôn. Và chúng ta sẽ bao gồm 5 cái biểu tượng động như thế này nha. Đây chúng ta có cái khinh khí cầu rất là đẹp như thế này. Và khi mà chúng ta áp dụng trên màn hình khóa thì bên trong màn hình chính của chúng ta cũng sẽ có cái hiệu ứng này luôn, rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì cái thêm còn rất là nhiều những cái tính năng khác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mang nó lên cái thiết bị Xiaomi chạy cái phiên bản Global nha. Thì đây là chủ đề Global này các bạn. Còn bên này là chúng ta sẽ có cái phiên bản chủ đề của nội địa Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ cùng mang cái thêm bên nội địa Trung Quốc qua cái phiên bản chủ đề của Global nhé. Thì đối với cái cách mà mang cái thêm bên chủ đề Trung Quốc sang cái chủ đề quốc tế đó, mình có làm một cái video rất là chi tiết ở đây. Các bạn có thể xem lại cái cách thực hiện trong cái phần mô tả video này nha. Xem lại video này thì các bạn sẽ biết cách thực hiện. Thì sau khi các bạn thực hiện xong đó thì các bạn sẽ có cái thêm này lên trên cái thiết bị Global của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào tùy chỉnh nha. Vì cái thêm có rất là nhiều những cái tính năng nên mình sẽ đi từ từ tới những cái tính năng của nó. Trước đó thì chúng ta cùng xem qua cái giao diện khi mà chúng ta áp dụng được cái thêm này nha. Thì các bạn sẽ có một cái bộ icon rất là đẹp mắt như thế này. Và cái bộ icon này mình thấy là rất là hiếm gặp trên cái phiên bản chủ đề của quốc tế nha. Đây là cái bộ icon mà mình thấy rất là đẹp mắt. Và nó có cái biểu tượng rất là to như thế này. Áp dụng trên thanh Control Center thì nó sẽ ra như thế này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới những cái tính năng của nó nha. Các bạn thấy ở đây là nó sẽ có một cái gọi là cái tiện ích văn bản đó. Chúng ta có thể tùy chỉnh được cái tiện ích văn bản này cho nó xuất hiện. Hoặc là chúng ta có thể đổi được cái chữ này theo cái chữ mà các bạn muốn luôn. Đổi thành chữ gì cũng được, chữ này là chữ ký nha. Chúng ta sẽ có một cái công tắc để tắt bật cái đó, chứ không phải là lúc nào nó cũng hiển thị nha. Ví dụ như chúng ta không thích thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái cách để chúng ta có thể đổi được cái chữ đó. Bây giờ các bạn bật cái công tắc chỗ màu vàng này nha, công tắc bên trái nè. Thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ vào trong chủ đề. Các bạn vào phần tùy chỉnh chủ đề nha, vào phần kiểu khóa và chúng ta bấm tùy chỉnh. Các bạn vuốt xuống cho mình tới cái phần số 9 nha. Các bạn vuốt tới cái phần số 9, các bạn bật công tắc này lên. Và các bạn chú ý nè, nó sẽ có hai cái dòng chỗ này, hai cái dòng chỗ mình đang chỉ nè, chỗ Gaming Phone và HyperOS nè. Thì các bạn muốn đổi thành cái gì thì các bạn đổi chỗ này nha. Rồi mình sẽ đổi thử ở trên là thành là K40 Gaming. Còn ở dưới thì HyperOS mình sẽ đổi thành cái khác, Xiaomi đi chẳng hạn. Rồi bấm OK. Bây giờ thì hai cái chữ này đổi rồi nè. Thì chúng ta sẽ chở ra nha. Mỗi khi chúng ta thay đổi các bạn phải chở ra áp dụng lại mặc định. Và sau đó các bạn sẽ áp dụng lại cái thêm thì nó mới có kích hoạt những cái thay đổi nha. Đây các bạn, là cái chữ nó đã đổi theo cái mình nhập vào lúc nãy nè, K40 Gaming, và dưới này là Xiaomi. Thì các bạn có thể đổi ở chỗ này là tên của các bạn, hay là ở dưới này là cái chữ ký gì đó thì tùy nha. Rồi không thích thì chúng ta tắt cái này đi luôn cho nó rộng rãi như thế này. Còn khi mà chúng ta bấm vào cái thanh ở dưới này nè, thì nó sẽ có 10 cái hình nền cho chúng ta lựa chọn. Thì 5 hình nền ở trên là 5 hình nền động nha, với những cái hiệu ứng động như thế này. Đây khinh khí cầu, cái hình cuối cùng thì là hình con chim bay. Ở dưới thì chúng ta sẽ có 5 cái hình nền tĩnh của HyperOS, cũng rất là đẹp mắt nha. Và đi kèm cái hiệu ứng là chiều sâu. Còn nếu mà không thích hiệu ứng chiều sâu, chúng ta tắt cái này đi. Nhưng mà mình thấy để hiệu ứng chiều sâu thì sẽ đẹp mắt hơn nha. Rồi còn bên này nó sẽ có một cái công tắc, nó đang có số 0 nè. Chúng ta bấm nhiều lần vào đây thì các bạn sẽ di chuyển được cái hình nền cho nó lớn ra hoặc là thu nhỏ lại. Thì cái này tùy theo cái kích cỡ màn hình của các bạn đó, và các bạn sẽ chọn cho nó phù hợp nha. Còn cái chính giữa thì chúng ta sẽ có cái tùy chọn tiện ích, bật lên hoặc là tắt đi. Rồi ở trên cái đồng hồ nó sẽ có cái chữ A nè. Thì bây giờ ví dụ như các bạn muốn cái màu trắng này nó thành trong á, thì các bạn bấm vào đó thì nó đổi ngược lại như thế này. Rồi tùy theo các bạn muốn đặt nó thành màu gì, ở trong nó cách điệu ra sao thì chúng ta sẽ chọn ở trên này nha.
Một vài những cái chữ Trung Quốc trong theme mình cũng đã đổi thành tiếng Anh. Ví dụ chỗ này Trung Quốc mình đổi thành Double Tap to Custom, nghĩa là bấm hai lần vào đây để tùy chỉnh. Rồi, chúng ta sẽ đi đến những cái tính năng khác nữa nha. Ví dụ như cái tính năng thứ hai nó giúp cho chúng ta làm mờ cái hình nền. Còn cái chỗ thứ ba là các bạn sẽ thêm vào đây những cái hình nền chiều sâu của riêng các bạn. Thì để thực hiện được điều này, chúng ta sẽ vào cái tùy chỉnh chủ đề lại nha. Và các bạn chọn cái chỗ dòng đầu tiên này luôn nè, hai cái dòng này nè. Đây, các bạn vào trong thì các bạn chọn hai cái dòng này. Cái chỗ này các bạn sẽ chọn cái ảnh tách nền, ở dưới thì ảnh không tách nền. Mình sẽ chọn lại cho các bạn xem nha. Ở trên chúng ta sẽ chọn ảnh tách nền. Ví dụ với ảnh này đi. Còn ở dưới chúng ta sẽ chọn ảnh nguyên bản không tách nền. Đây, các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng chiều sâu với cái hình nền tùy chỉnh của mình nó đã xuất hiện bên cái tab thứ ba, là cái tab hình nền riêng biệt của các bạn. Rồi, chúng ta qua đến cái tính năng tiếp theo giúp cho chúng ta có thể đổi nhanh cái hình nền trên màn hình khóa. Thì đây là cái tính năng folder wallpaper đó các bạn. Thì để mà thực hiện được điều này thì các bạn sẽ vào bên trong cái màn hình chính, chúng ta mở cái ứng dụng tệp tin lên. Các bạn sẽ tạo một cái thư mục với cái tên là AP14, nhưng mà nó có cái dấu gạch dưới như thế này nha. Và các bạn sẽ dán vào đây tất cả những cái hình nền theo hiệu ứng chiều sâu của các bạn. Các bạn có thể tìm những cái hình nền này bên trong cái phần mô tả video của mình nha. Thì sau khi các bạn đưa vào đây hết rồi nè, thì chúng ta trở ra cái màn hình khóa thì chúng ta sẽ kích hoạt được cái tính năng này. Đây, chúng ta có thể đổi nhanh những cái hình nền. Muốn đưa vào đây bao nhiêu hình nền thì cứ đưa vào cái chỗ mà AP14 đó nha. Thêm vào không giới hạn hình nền. Muốn bao nhiêu thì các bạn cứ thêm vào đó thôi. Rồi, chúng ta sẽ có cái chỗ này để chúng ta tùy chỉnh được cái màu của cái đồng hồ ở đằng sau cái chủ thể nè. Rồi bấm vào cái chỗ này thì chúng ta sẽ di chuyển nhanh hình nền và chúng ta cũng đổi nhanh cái màu của cái đồng hồ ở đằng sau. Trên màn khóa nếu mà chúng ta vuốt xuống thì các bạn sẽ kích hoạt được chế độ Standby Mode, hay còn gọi là chế độ chờ đó. Còn bên trong thì chúng ta sẽ có hiệu ứng này khi mà chúng ta áp dụng trên màn hình khóa. Tiếp theo thì các bạn có thể bật được cái thanh đốc, thì cái này là tùy theo mỗi người nha. Thì các bạn sẽ vào cái chỗ chủ đề, tùy chỉnh chủ đề, và các bạn vuốt xuống cho mình tới cái dòng thứ 16 nha. Thì chỗ này các bạn bật giúp mình cái thanh đốc ở đây lên như thế này thôi. Thì ở đây nó sẽ có một cái thanh đốc như thế này. Thì các bạn không thích thì tắt cái công tắc lúc nãy nha. Còn nếu mà muốn để thanh đốc thì chúng ta sẽ kích hoạt cái đó lên. Theme về HyperOS trên cửa hàng thì mình thấy không thiếu, nhưng mà riêng cái theme này á là được tác giả tạo những cái hiệu ứng động trên cái đồng hồ rất là đẹp mắt như thế này. Và mình thấy đây là cái theme đầu tiên làm được điều này nha, giúp cho chúng ta có thể tùy biến được cái màn hình khóa cũng như là màn hình chính nó được sâu hơn, và nhìn thiết bị của chúng ta nó cũng đẹp mắt hơn như thế này. Thì các bạn yên tâm, theme Trung Quốc nhưng mà chúng ta mang lên chủ đề của quốc tế và chúng ta cũng sử dụng những cái tiếng Anh thôi, hầu như là chúng ta sẽ không thấy tiếng Trung Quốc nhiều đâu, trừ khi là các bạn sẽ bấm vào đây các bạn mới thấy những cái tiếng Trung Quốc như thế này, nhưng mà nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta nha. Trong tương lai sắp tới thôi thì mình nghĩ là những cái nhà phát hành theme trên cái phiên bản quốc tế sẽ lấy cái ý tưởng để thực hiện thêm những cái theme giống như vậy. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ có cái theme này thôi, còn thời gian tới nếu mà có những cái theme nào mà thú vị thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm nha. Rồi, như vậy là chúng ta có thể mang được cái theme này trên chủ đề của phiên bản nội địa sang phiên bản quốc tế, giúp cho chúng ta có thể tùy biến được thiết bị cũng đẹp mắt hơn như thế này, với những cái hiệu ứng động bên trong cái màn hình chính. Khi mà chúng ta vuốt thì cái hiệu ứng động nó sẽ tự động nó lặp lại nha. Ví dụ chiếc máy bay thì từ trên xuống, còn cái khinh khí cầu thì từ dưới lên. Rồi, thì video này của mình đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.